Hello các bạn, xin chào các em. Quay trở lại cùng với chị ở trong buổi chiều. Buổi sáng ngày hôm nay. Nếu như mà các bạn lên rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nhá. Để xem là tinh thần học tập thế nào. Nghe vẻ hôm qua tệ lắm hả? Em hay câu có lên em hạnh phúc đến ngất lời. Ngày hôm qua mai đây đau thương anh trai cho em. Thời anh không chút lên em. Hãy cất lời. Mai gần nhau thôi. Chát cha là ta chát cha. Chát cha là cha. Chát cha là cha. Hello, xin chào các bạn. Chúng ta sẽ đợi 500 bạn rồi bắt đầu ở trong buổi sáng ngày hôm nay cùng với chị nhé. Với cái đề số 03 ngày hôm nay. Được không ạ? Chúng ta sẽ đến với cái đề số 03 ngày hôm nay. Nghe vẻ hôm qua tinh thần học nói chung là đáng than phiền lắm hả các em? Hôm qua thì chị lại không lên để xem các bạn học hành thế nào được. Nếu như mà lên để xem là cái nhóm này học hành kiểu gì mà không tập trung thì thôi. Chắc là cho nghỉ luôn chứ còn gì nữa. Học hành mà không tập trung thì cho nghỉ luôn chứ còn gì nữa. Rồi, nào các bạn ơi, lên chưa? Có gọi nhau dạy học được không? Hay là định như thế nào đây? Có định gọi nhau dạy học hay không? Hay là như thế nào? Có muốn là chữa đề tiếp hay không? Tiếp tục tiếp hay không hay là như thế nào đây? Mà sao lại cứ phải để gọi là phản ánh và than phiền thế nhở? Thật sự luôn đấy. Mà sao lại để phản ánh và than phiền như thế? Các em lên chưa? Đây, chúng mình có cái đề số 03 ngày hôm nay ở đây. Chúng mình có cái đề số 03 ở đây. Và ngày hôm nay chị sẽ chữa cùng với các bạn cái đề số 03 này. Được không ạ? Nhá. Lên chưa? Đủ 500 bạn chúng ta sẽ bắt đầu. Chứ không thể học hành cái kiểu này được. Hello, xin chào Phương Mai. Xin chào Phan Quỳnh. Xin chào Kiều Hoa. Xin chào Thanh Mai. Ok các bạn ơi, lên rồi thì nhanh chóng gửi lời chào tới chị nhá. Các bạn lên rồi thì nhanh chóng gửi lời chào tới chị nhá. Được chưa ạ? Ok chưa? Rồi, đủ 500 bạn chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Đủ 500 bạn chúng ta sẽ bắt đầu. Đủ 500 bạn chúng ta sẽ bắt đầu. Bây giờ được 400 bạn rồi. Được không ạ? Nhanh lên, các bạn cố gắng lên. Chứ chị không thể để tinh thần học hành của các em đi xuống kiểu này được. Thật sự đấy, chị không thể để tinh thần học hành của các bạn đi xuống kiểu này được. Rồi. Nói chung là bản thân chị muốn là chúng ta sẽ có một cái sự tôn trọng dành cho nhau. Đó là điều mà lúc nào chị cũng mong mỏi từ các bạn. Rồi, ok, bây giờ cũng đã là 5:15 rồi. Chị sẽ bắt đầu chữa luôn đề ngày hôm nay cùng với các bạn nhé. Và chị chính gọi là chấn chỉnh tinh thần luôn với các bạn là như vậy. Để cho các bạn hiểu được rằng là các chị đang rất là cố gắng thì các em cũng phải ghi nhận cái điều đấy giúp. Được không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng chữa luôn cái đề này. Nhanh không các bạn sẽ phải đi học mất. Trước tiên chúng ta có một cái đoạn văn bản như sau này. Đây, các bạn nhìn vào đây. Bill Gates, một người thành công mà không có bằng đại học. Tôi luôn khuyên giới trẻ rằng Muốn thành công thì phải học. Ông cũng chia sẻ thêm, tôi rời trường đại học chứ chưa bao giờ bỏ học. Thực tế cuộc sống quanh ta cho thấy có khá nhiều người có bằng đại học không xuất chúng, cũng chẳng nổi tiếng như Bill Gates. Nhưng sự thành công của họ lại vượt trội không ít người có bằng đại học. Ngày nay, khi bạn có thực tài, nếu không làm cho cơ quan nhà nước thì làm ở các khu vực tư nhân. Nếu không tư nhân thì là nước ngoài, hay tự mình dùng mình. Thậm chí nếu ở trong nước không có đất dụng võ thì ra thế giới. Với công việc 5 châu 4 biển đều có thể là nhà. Hiện xã hội cũng đang khát nhân lực. Hàng trăm hàng ngàn công ty đang cần hàng triệu người có thực tâm, thực lực để giúp họ. Chẳng hạn họ cần chuyên gia giỏi về điện, bất kể có bằng hay không. Chứ họ không cần một kỹ sư điện nhưng lại biết quá ít về điện. Còn giả sử bạn nộp đơn vào một nơi nào đó mà họ không quan tâm đến giá trị thì chắc chắn đó không phải là nơi thuộc về bạn. Cuộc đời không quá dài để mình có thể phung phí thời gian, nhưng cũng đủ dài để làm được những gì mà mình muốn. Và cuộc đời cũng không giống như cuộc đua marathon. Dù mình có bị thua kém bạn bè ở những km đầu tiên, nhưng mình vẫn có thể là người về đích trước tiên. Hãy tin rằng 18 tuổi, bạn còn hơn 60 năm cuộc đời, vẫn còn kịp, nhưng phải nhanh lên kẻo không kịp. Và rằng trong cuộc đời bạn, chỉ có sự học và thực học của mình mới tạo nên giá trị và quyết định thân phận của chính mình. Và điều đó còn lớn lao hơn đại học rất nhiều. Ok không ạ? Các bạn ơi, ngày hôm nay đưa ra cái bài này, không phải mục đích của chị là ý bảo các bạn là đại học không quan trọng. Một lát nữa chúng ta trả lời các câu hỏi, chúng ta sẽ thấy là đại học rất quan trọng, được không ạ? Và các bạn nhất định phải nắm bắt cái cơ hội này, bởi vì đây là cái cơ hội gọi là gì ạ? Các bạn đã chờ đợi 12 năm để có được cái cơ hội này rồi. Chúng ta sẽ đến với cái câu đầu tiên luôn, hỏi về phương thức biểu đạt của văn bản này, và lại là phương thức biểu đạt chính. Vậy thì chắc chắn chỉ có một thôi, và đó chính là nghị luận. Đúng câu này các bạn được 0,5 điểm. Ok chưa ạ? Rồi, câu số 2. Theo tác giả, người có thực tài có thể làm gì? À, chúng ta thấy rằng là đây là cái phần mà chúng ta sẽ tìm ngữ liệu ở trong văn bản, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ dựa vào cái từ khóa ở đây chính là người có thực tài có thể làm gì? Ok chưa nào? Thì chúng ta sẽ thấy này, ở đây này, khi bạn có thực tài, nếu không làm cho cơ quan nhà nước thì làm ở khu vực tư nhân, nếu không là tư nhân thì nước ngoài, hay tự mình dùng mình, đúng không ạ? Thậm chí nếu ở trong nước không có đất dụng võ thì ra thế giới, với công việc 5 châu 4 biển đều có thể là của mình, đều có thể là nhà. Ok chưa ạ? Rồi thì đây là cái phần chúng ta sẽ tìm ngữ liệu ở trong văn bản. Và nếu như trả lời đúng như thế này, các bạn sẽ tiếp tục có được 0,5 điểm nữa. Ok chưa ạ? Các bạn sẽ tiếp tục có được 0,5 điểm nữa. Ok chưa? Rồi, câu số 3. Anh chị hiểu câu nói của Bill Gates như thế nào? Tôi rời trường đại học chứ chưa bao giờ bỏ học. Được không nào? Tôi rời trường đại học chứ chưa bao giờ bỏ học. À, đây gì ạ? Chúng ta sẽ dựa vào, căn cứ vào nội dung đoạn trích, và chúng ta sẽ tư duy về cái ngữ liệu này trong văn bản. Ý của Bill Gates muốn nói ở đây có nghĩa là gì nhỉ? À, việc học hành là cả đời. Ta không chỉ học trên trường, trên lớp, mà học ngay cả ngoài cuộc sống. Bởi vậy, học là hành trình không thể ngừng nghỉ để cải thiện và nâng cao chính bản thân mình. Ok chưa ạ? Và ý muốn nói ở đây là ông Bill Gates, ông ấy chỉ rời trường đại học thôi, nhưng việc học của ông ấy ở ngoài cuộc sống vẫn tiếp tục. Ok chưa ạ? Các bạn sẽ đưa ra cái câu trả lời như vậy giúp cho chị nhá. Khái quát lại, tức là việc học là hành trình cả đời. Chúng ta không chỉ học trên trường, trên lớp, mà ngay cả ngoài cuộc sống. Bởi vậy, học là hành trình không ngừng nghỉ để nâng cao giá trị bản thân của bạn. Ok chưa? Hiểu chị không ạ? Rồi, tiếp tục này, câu số 4. Lời khuyên, 18 tuổi, bạn còn hơn 60 năm cuộc đời, vẫn còn kịp, nhưng phải nhanh lên kẻo không kịp, có ý nghĩa gì với anh chị? Ở đây thì các bạn có thể đưa ra những cái câu hỏi tùy thuộc vào cá nhân của các em. Ví dụ như nhá, chị sẽ lấy một cái ví dụ cụ thể, bởi vì hôm vừa rồi sau khi mà phát cái đề số 01 xong thì các bạn có phản ánh lại là: chị ơi, chị làm một cái, chị tức là cái câu 4 này chị làm chi tiết một chút giúp cho bọn em với nhé, tại vì là đôi khi bọn em không biết diễn đạt kiểu gì. Đấy, thì ở đây chị sẽ lấy ra cho các bạn một cái bài học để các bạn lưu ý giúp cho chị. Ví dụ là như thế này: câu nói đem đến thông điệp ý nghĩa nhất, bài học ý nghĩa nhất cho tôi là : Ví dụ, bắt đầu không bao giờ là quá muộn, chỉ cần bạn có đam mê và quyết tâm. Được không ạ? Ví dụ là như vậy. Ok chưa? Đây, lời khuyên ạ. Đây, thứ nhất: bắt đầu không bao giờ là quá muộn. Không bao giờ là quá muộn. Chỉ cần bạn có đam mê và quyết tâm. Tức là cái lời khuyên này có đưa ra ý nghĩa đối với tôi, đó chính là bắt đầu không bao giờ quá muộn, chỉ cần bạn có đam mê và quyết tâm. Ok chưa? Sau đó các em có thể lý giải ngắn gọn tại sao mà cái lời khuyên này lại có ý nghĩa như vậy đối với em. Được chưa ạ? Chúng ta có thể nói một chút là gì ạ? Chúng ta và bản thân mỗi người bây giờ chúng ta đang có tuổi trẻ. Chúng ta đang có rất nhiều những cơ hội ở trong tay. Thế nhưng nếu như bạn không hành động luôn thì khoảng thời gian đó sẽ trôi qua một cách vô cùng lãng phí. Và kể cả là 60 năm thì cũng không đủ cho những người không biết trân trọng những cái cơ hội của chính bản thân mình. Thế nên hãy bắt đầu đam mê của bạn, hãy bắt đầu công việc mà bạn yêu thích. Và bởi vì nếu như bạn mà không bắt đầu cái công việc bạn yêu thích ngay bây giờ thì rất có thể là bạn sẽ không còn kịp nữa và bạn sẽ bị lùi lại so với xã hội. Ok chưa ạ? Thì các bạn sẽ... Đúng rồi, chính xác. Không em ơi, em nêu ý nghĩa ra đây. Có nghĩa em ghi là gì ạ? Lời khuyên: 18 tuổi, bạn còn 60 năm cuộc đời, vẫn còn kịp nhưng phải nhanh lên kẻo không kịp. Có ý nghĩa là : Hiểu không? Có ý nghĩa là... Xong chúng ta ghi ra cái này và chúng ta lý giải thêm một chút giúp cho chị. Ok chưa ạ? Thì cái câu này sẽ được 1 điểm này. Câu này sẽ được 1 điểm và tổng cái phần này chúng ta sẽ có 3 trên 10 điểm. Ok chưa ạ? Đây là một cái đề mà chị tham khảo. Đây là một cái đề mà chị tham khảo của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La và Trường Trung học Phổ thông Chuyên ở Sơn La. Đấy, thì chúng ta có được một cái bài đọc hiểu rất là hay về cái việc là cái sự học và đam mê của chúng ta theo đuổi như thế nào. Thì các bạn sẽ lưu ý giúp cho chị nhá. Ok chưa ạ? Ok chưa? Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang cái câu tiếp theo. Phần 2, phần làm văn của chúng mình ở đây. Đó chính là: từ nội dung đoạn trích, anh chị hãy viết một đoạn văn bày tỏ suy nghĩ của mình về giá trị của thực học đối với tuổi trẻ. Được không ạ? Về giá trị của thực học đối với tuổi trẻ. Ok không? Rồi, các bạn ơi, thực học ở đây hay còn gọi là gì nhỉ? Các em hiểu thực học ở đây còn có thể hiểu là gì? Thực học ở đây có thể hiểu là gì? Rồi, chúng ta sẽ cùng làm luôn cái đề này, nhanh nhanh không kịp nhá. Không là các bạn đi học mất thì chị lại không giảng cho ai được. Đây, đây là đề của chúng ta. Các bước như sau ạ. Bước 1, mở đoạn, dẫn dắt và đặt vấn đề. Cái phần này các bạn sẽ tự dẫn vào nhá. Chị đã đưa cho các bạn những cái cách dẫn rồi. Ok chưa? Chị đã đưa cho các bạn cách dẫn rồi. Tiếp tục này. Phần thân đoạn này, chúng ta sẽ có, trước tiên là chúng ta sẽ phải giải thích. Chị để video clip đến chưa? Thế nên là nếu như mà các bạn mà, nếu như mà các em mà chưa xem được thì các bạn có thể tranh thủ xem lại. Thì đến tầm trưa là chị sẽ xóa thôi. Ok chưa? Rồi, trước tiên cái thao tác đầu tiên như chị nói đối với các bạn đó chính là chúng ta phải giải thích. Ok không ạ? Thì ở trong cái phần đặt vấn đề này chị xin nói là các bạn phải nhắc được ra cái việc là gì ạ? Cái vấn đề chúng ta đề cập đến đó chính là giá trị của thực học đối với tuổi trẻ. Đúng không? Giá trị của thực học đối với tuổi trẻ. Ok chưa? Nhá. Rồi, thì trước tiên ở đây chúng ta sẽ phải giải thích này. Nhá. Trước tiên ở đây chúng ta sẽ phải giải thích. Thực học ở đây là gì nhỉ? À, là học thuật. Đúng không? Học vì bản thân hiểu được cái ý nghĩa của việc học. Đúng không ạ? Học vì bản thân. Đúng không ạ? Vì những gì ta có thể tiếp thu chứ không phải bất cứ một cái yếu tố nào khác. Được không ạ? Vì những gì ta có thể tiếp thu. Tức là bản thân ta thực sự là muốn tiếp thu những cái tri thức đó. Được không ạ? Nhá. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ suy ra cái giá trị của cái thực học này có nghĩa là gì nhỉ? Đây là cái yếu tố quan trọng. Để mỗi cá nhân bước vào cuộc sống và thành công. Bước vào cuộc sống và đạt được thành công của chính mình. Ok chưa? Nhá. Xong phần giải thích. Nhá. Xong phần giải thích. Ok chưa ạ? Rồi các em có thể đi theo nhiều cái khía cạnh lắm. Yên tâm đi. Các bạn có thể nói rằng là đó là học cả từ thực tế nữa cũng được. Được không ạ? Nhưng mà ở đây trong cái phạm trù 200 chữ của chị thì chị chỉ đi theo cái khía cạnh này thôi. Còn các em có thể đi từ cái khía cạnh là học từ thực tế cũng được. Mỗi người sẽ có một cái góc nhìn khác nhau mà. Và đây là góc nhìn của chị và chị lựa chọn góc nhìn này. Ok chưa? Nhá. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục. Tiếp theo là phân tích và bàn luận này. Thì các bạn sẽ giúp cho chị. À đây. Chúng ta sẽ bàn luận giúp cho chị về ý nghĩa của việc thực học. Được không ạ? Ý nghĩa của việc thực học. Chúng ta có thể nêu ra những cái ý sau. Thứ nhất, đó là giúp bạn đánh giá xác định đúng năng lực. Xác định đúng năng lực. Và từ đó có hướng đi phù hợp trong tương lai. Hướng đi phù hợp trong tương lai. Ok chưa? Tiếp theo là giúp bạn tự tin hơn khi bước vào cuộc sống. Được không? Và được người khác tôn trọng bởi vì bản thân mình thực sự có hiểu biết và thực sự có tri thức. Ok chưa ạ? Và ý tiếp theo đó là để có thể thực học được thì mỗi cá nhân cần phải làm gì? Được không ạ? Sau đó chúng ta sẽ lấy một cái dẫn chứng để chứng minh về việc thực học này. Ví dụ như Bill Gates chẳng hạn. Vừa nhắc ở trên xong. Đúng chưa ạ? Ví dụ như Bill Gates. Và cuối cùng chúng ta sẽ gì ạ? Liên hệ bản thân và đưa ra thông điệp. Kết đoạn này. Đưa ra thông điệp. Đây bây giờ chị sẽ có một cái bài mẫu cho các bạn. Nhá. Bây giờ dựa vào những cái ý này là chị sẽ bắt đầu triển khai cùng với các bạn luôn này. Để xem là chúng ta sẽ cùng làm với cái này như thế nào này. Ok chưa ạ? Đây ví dụ với cái đề này. Ví dụ với cái đề này chị bắt đầu chị có thể làm như sau nhá. Trước tiên này. Cái vấn đề của chúng ta đó chính là giá trị của việc thực học đối với tuổi trẻ. Đúng không? Rồi. Thế thì chúng ta sẽ bắt đầu viết là gì ạ? À... trong quá trình trưởng thành, chúng ta cần nhiều hơn những cái bài học và những cái trải nghiệm. Một trong số những cái bài học mà tôi nhận được đó là khi tôi hiểu về giá trị của việc thực học đối với tuổi trẻ. Ví dụ là như thế. Ok chưa? Nhá. Giá trị của thực học đối với tuổi trẻ. Thực học ở đây có thể hiểu là học thật. Là học vì bản thân mình, vì thực sự mong muốn tiếp thu phần tri thức đó chứ không phải vì bất cứ một yếu tố nào khác. Có thể thấy thực học là yếu tố quan trọng để mỗi cá nhân vững tiến vào cuộc sống và đạt được thành công trong tương lai. Ok chưa? Giải thích ngắn gọn và đưa ra. Được không? Xong chưa? Thế xong bắt đầu nêu ra ý nghĩa. Được chưa ạ? Thực học sẽ giúp cho bạn đánh giá, xác định đúng năng lực của bản thân, từ đó có những định hướng phù hợp trong tương lai. Bên cạnh đó, thực học sẽ giúp cho bạn tự tin bước vào cuộc sống, chủ động khi bạn bắt tay vào bất cứ công việc nào, và lượng kiến thức mà bạn tiếp thu được, thực sự hiểu về nó sẽ khiến cho người khác tôn trọng bạn. Chính vì vậy, mỗi cá nhân cần phải xác định cho bản thân mình mục tiêu, phương hướng cụ thể để có thể học mọi lúc, mọi nơi. Học đi đôi với hành, chứ không chỉ là lý thuyết suông. Và học thì cần phải gắn liền với thực tiễn, chứ không chỉ là tiếp thu những thứ mơ hồ, xa vời và viển vông. Được chưa? Sau đó gì ạ? Câu chuyện về thực học, tức là vấn đề về thực học khiến cho tôi nhớ về câu chuyện của Bill Gates và lời tuyên ngôn của ông, đó là ông chỉ rời trường đại học chứ không hề bỏ học. Được không? Đây, chúng ta lấy luôn cái câu đó, đúng không? Hành trình đến với thành công của Bill Gates đã trải qua rất nhiều khó khăn. Đã có những thời điểm Bill Gates đã dừng lại việc học ở trên trường đại học Harvard, một ngôi trường danh tiếng. Nhưng sau đó, ông lại tiếp tục học rất nhiều thứ ở ngoài cuộc sống và chưa bao giờ dừng lại sự học của mình. Chính vì việc học thật, thực học đó mà Bill Gates đã trở thành một trong những tỷ phú của nước Mỹ. Kiểu như vậy. Ok chưa? Nhá, sau bắt đầu là mình liên hệ bản thân mình và đưa ra cái thông điệp, đó là gì ạ? Bản thân tôi đã có rất nhiều thời điểm tôi coi thường việc học và coi cái việc tích lũy kiến thức là một điều mà mình bắt buộc phải làm. Thế nhưng sau đó, khi hiểu được ý nghĩa của việc thực học, tôi hiểu rằng mỗi cái lượng kiến thức đến với mình đều rất đáng trân trọng và tôi đã học nó bằng cả trái tim nhiệt huyết của mình. Tôi tin rằng bạn cũng đã có thời điểm như tôi, nhưng chúng ta đều có thể thay đổi thái độ của mình, bởi vì những tri thức mà chúng ta tích lũy được sẽ là cái nền tảng quan trọng để giúp chúng ta đi đến thành công. Được không ạ? Ok chưa? Ví dụ là như thế, một cái bài ngắn gọn là như thế. Ok, tất nhiên là các em có thể phản đề, và nếu như mà phản đề thì các bạn sẽ nói ở cái phần này giúp cho chị luôn. Được không ạ? Nếu như phản đề thì các bạn sẽ nói phần này giúp cho chị luôn. Đó chính là phê phán những cái kẻ lười biếng, học chỉ vì thành tích, vân vân, bằng cấp, vân vân. Ok chưa? Nhưng hãy nhớ, chị nói với các bạn là ở trong ba em điểm đôi khi là người ta không cần các bạn phải phản đề. Còn nếu như các bạn thực sự muốn an toàn thì các bạn có thể phản đề ở đây. Nhá. Ok chưa? Hiểu chị không? Xong phần câu nghị luận xã hội nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang cái câu tiếp theo ở đây ạ. Đây các bạn ơi. Hãy phân tích tư tưởng mới mẻ của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm về đất nước trong đoạn trích sau. Em ơi em hãy nhìn rất xa vào 4.000 năm đất nước. Năm tháng nào cũng người lớp, con gái con trai bằng tuổi chúng ta, cần cù làm lụng. Rồi các bạn ơi, đây là một cái bài gì ạ? Nằm trong trích đoạn đất nước, trích trong trường ca Mặt Đường Khát Vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Ok chưa ạ? Rồi các bạn ơi, đây ạ, trước tiên chúng ta sẽ cùng xác định đề nhá. Được chưa? Trước tiên chúng ta sẽ cùng nhau xác định đề cùng với chị. Trước tiên, đây là dạng đề. Dạng đề của chúng ta là dạng đề gì nhỉ các bạn nhỉ? Dạng đề phân tích. Đúng không ạ? Và đối tượng của chúng ta ở đây là một cái đoạn thơ trích trong trích đoạn đất nước nhé. Đừng nhầm là bài thơ đất nước nhé. Các em ơi, đây là một trích đoạn thôi ạ. Được không ạ? Trích đoạn đất nước. Trích trong trường ca Mặt Đường Khát Vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Ok chưa? Trích trong trường ca Mặt Đường Khát Vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Được không ạ? Nhá. Đấy là cái phần chúng ta xác định cái đối tượng. Thế thì có thể là các bạn như chị đã nói đấy, những cái thao tác mình sẽ gạch nhanh ra. Ok chưa? Mình sẽ gạch nhanh ra. Gạch nhanh ra cái gì ạ? Về Nguyễn Khoa Điềm một số ý. Đúng không? Về trích đoạn đất nước, hoàn cảnh sáng tác ghi luôn rõ năm ra, 1971 ra. Ok chưa ạ? Ghi ra như thế để không bị quên. Bởi vì một lát nữa rất là có thể là mình sẽ bị quên ở trong cái việc là ôi tôi chết rồi, không nhớ ra được. Trời ơi, kiểu đầu óc lúc đấy kiểu run sợ các kiểu ấy. Thế là không nhớ ra được là tôi chết rồi, cái tác phẩm này là viết năm bao nhiêu ta. Thế là cứ mơ hồ không hiểu, kiểu vậy. Cứ mơ hồ không hiểu. Thế nên là chị muốn là các bạn sẽ trong cái lúc mà các bạn có một cái phản xạ luôn á. Được không ạ? Trong cái lúc mà các bạn phản xạ luôn á thì là các bạn phải ghi luôn cái năm sáng tác ra. Bởi vì năm sáng tác là cái dữ liệu mà các bạn dễ quên nhất. Nên là các bạn sẽ ghi cái năm sáng tác ra giúp cho chị. Ok chưa? Hiểu chị không? Đây là một trong những cái mà chúng ta cần phải ghi nhớ trước tiên. Ghi ra trước tiên. Nhá. Đấy, thì chúng ta xác định cái đề xong thì đây các bạn nhìn này. Cái đề của chúng mình sẽ là gì đây? Chỉ là đơn thuần là phân tích thôi, không có gì là phức tạp cả. Nhưng mà ở đây chính là tư tưởng mới mẻ của Nguyễn Khoa Điềm về đất nước. Ok không ạ? Thì thật ra nếu như mà các bạn đọc đến đây thì các bạn sẽ xác định được luôn ở trong đầu mình cái tư tưởng mới mẻ của Nguyễn Khoa Điềm về đất nước đó chính là gì? Đất nước của nhân dân. Đúng chưa? Đúng chưa các em? Chúng ta xác định được luôn cái này luôn rồi. Phải không ạ? Chúng ta xác định được luôn cái này luôn rồi. Thế thì đây chúng ta sẽ bắt đầu vào phần nhá. Bố cục các em phải đảm bảo giúp cho chị 3 phần. Đó là mở bài, thân bài và kết bài. Thì mở bài ở đây các bạn có thể đi từ đề tài. Bản thân chị nhìn nhận thì viết về trích đoạn đất nước chứ trong trường ca Mặt Đường Khát Vọng thì bắt đầu từ đề tài là cái cách hay nhất. Ok không ạ? Chúng ta có thể bắt đầu từ cái câu của nhà văn người Nga Elila Erembua ấy. Ok chưa? Không biết từ bao giờ gì ạ? À chúng ta sẽ lấy là gì ạ? Nhà văn người Nga Elila Erembua từng viết trong tác phẩm của mình: lòng yêu nước bắt đầu từ lòng yêu thứ tầm thường nhất. Yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông, yêu vị thơm chua mát của trái lê mùa thu hay mùa cỏ thảo nguyên có hơi rượu mạnh. Không biết từ bao giờ, tình yêu dành cho quê hương, dành cho đất nước đã trở thành cội nguồn cho những sáng tác của biết bao nhiêu người nghệ sĩ. Và Nguyễn Khoa Điềm cũng không phải là ngoại lệ. Trích trường ca Mặt Đường Khát Vọng, và đặc biệt là trích đoạn đất nước là tác phẩm đã để lại rất nhiều ấn tượng ở trong lòng độc giả, đặc biệt là những vần thơ kiểu như vậy. Được không ạ? Hoặc là nâng cao hơn thì các bạn có thể lấy ra, sau khi trích dẫn cái câu đấy các bạn sẽ trích dẫn ra một số những cái tác phẩm viết về đề tài quê hương đất nước và thể hiện tình yêu quê hương đất nước. Ok chưa ạ? Ví dụ như là bài thơ Quê Hương của nhà thơ Đỗ Trung Quân này, đúng không? Hay là bài thơ gì ạ? Quê Hương của nhà thơ Giang Nam này. Ok chưa? Được không ạ? Hay là bài thơ Bên Kia Sông Đuống của nhà thơ Hoàng Cầm này. Đấy, dẫn ra như thế, sau đó cuối cùng là dẫn vào trường ca Mặt Đường Khát Vọng và dẫn vào trích đoạn đất nước. Hiểu chị không? Mình sẽ làm theo cái kiểu như này này. Một cái và bẩy lên một cái đặc biệt như thế này chính là đất nước. Hiểu chị không? Đây ví dụ như là Quê Hương này. Đây là Bên Kia Sông Đuống này. Kiểu vậy, xong mình bẩy lên. Ok chưa? Hay là đất nước của Nguyễn Đình Thi. Đấy, rất là nhiều những cái phần mà các bạn có thể sử dụng. Ok không ạ? Nhá, thì đấy là cái phần chúng ta dẫn vào phần mở bài. Tiếp tục phần thân bài. Luận điểm 1, tác giả tác phẩm. Được không ạ? Luận điểm 1, tác giả tác phẩm. Rồi, các bạn sẽ chú ý giúp cho chị về phần tác giả tác phẩm thì Nguyễn Khoa Điềm là một trong số những cái cây viết thuộc thế hệ nhà thơ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Đề tài mà luôn luôn gợi được ra cái cảm hứng phong phú từ nơi ông đó chính là đất nước, là nhân dân, là cách mạng. Được không ạ? Và thơ của Nguyễn Khoa Điềm là một cái chất liệu thơ mà luôn luôn có sự kết hợp rất là hài hòa giữa cái chất gì ạ? Giữa cái chất chính luận và cái chất trữ tình. Và ẩn chứa trong đó là những cái suy tư sâu lắng. Ok chưa nào? Nhá, ẩn chứa trong đó là những cái suy tư sâu lắng. Ok chưa ạ? Còn trích đoạn đất nước, trích trong trường ca Mặt Đường Khát Vọng thì được sáng tác vào năm 1971 từ chiến trường Bình Trị Thiên khói lửa. Được không? Ok chưa? Các em hiểu chị không? Được không nào? Nhá, lưu ý giúp chị là như vậy. Chính xác. Đây, chị đã thấy các bạn trích ra được rất là nhiều những cái dẫn chứng ở đây về Nguyễn Khoa Điềm rồi đây. Không hẳn là như vậy nhá Trang Anh nhá. Thật ra cái phần mở bài người ta đâu yêu cầu là các bạn phải viết về tác giả tác phẩm đâu. Nhưng mà thường là từ trước đến giờ thì các thầy cô vẫn định hình cho các bạn là các em ơi, ở trong cái phần mở bài, cái cách tốt nhất và an toàn nhất là các em cứ đi từ tác giả đi. Đấy là trong cái trường hợp mà các bạn bị bí ý tưởng thôi. Còn nếu như mà các bạn mà không bị bí ý tưởng ấy thì các bạn bắt đầu từ cái đề tài cho nó hấp dẫn, bắt đầu từ một nhận định cho nó hấp dẫn. Còn lại cái phần thân bài, cái luận điểm 1 là cái luận điểm mà chúng ta dành thời gian để viết về gì ạ? Tác giả và tác phẩm. Chính xác. Ở đây chị thấy Hoàng Anh có nêu ra rất là nhiều thứ này. Đó chính là gì? Cảm xúc nồng nàn và suy tư sâu lắng của người trí thức trẻ về đất nước và con người Việt Nam. Chính xác. Nhá. Ok chưa? Không bị trừ điểm em ạ. Quyên ơi, em phải hiểu là phần mở bài cái tác dụng của nó là gì. Cái sứ mệnh của nó là em chỉ cần nêu ra được cái vấn đề mà em sẽ nghị luận ở trong cả cái bài văn này thôi. Vậy thì em đã nêu ra được về cái trích đoạn này rồi, nêu ra được cái tư tưởng mới mẻ của Nguyễn Khoa Điềm rồi thì em còn phải sợ cái gì nữa. Hiểu chị không ạ? Nhá. Sau đó em sẽ nêu ra cái vị trí đoạn trích. Thật ra là cái vị trí đoạn trích này làm ở chương 5 trường ca Mặt Đường Khát Vọng đấy. Đúng không? Ok chưa? Các bạn lưu ý giúp chị điều này nhá. Các em lưu ý giúp chị điều này rồi. Thì ở cái đoạn thơ này chị nghĩ là các bạn đã kiểu rất là khá về kiến thức rồi ấy. Đúng không? Cái đoạn thơ này này, chúng ta có đây là gì ạ? À, đây là cái sự hy cống hiến của những người trẻ. Bằng tuổi anh và em. Bởi vì đây là lời của anh dành cho em, giống như là lời của đôi lứa uyên ương ấy, phải không ạ? Đó thì các bạn sẽ thấy là đây là cái sự cống hiến của những người trẻ. Một cái lời gợi mở đó là gì ạ? Em ơi em hãy nhìn rất xa vào 4.000 năm đất nước. Đúng chưa? Rồi, và trong cái phần này là gì ạ? À, những người con gái con trai bằng tuổi chúng ta này. Rồi thì cái gì ạ? Họ nhận thức được cái trách nhiệm của mình. Đó là khi có giặc thì người con trai ra trận và người con gái thì trở về nuôi cái cùng con. Họ nhận thức được cái trách nhiệm của mình. Và để rồi, ngày giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh. Ý đây là muốn nói về cái tinh thần gì ạ? Tinh thần chống giặc của nhân dân ta đấy. Đúng chưa? Tinh thần chống giặc của nhân dân ta. Được không ạ? Đây, và tiếp tục. Nói chung là cái phần này ấy, thì tập trung nói về cái tư tưởng đất nước của nhân dân. Được không ạ? Tập trung nói về tư tưởng đất nước của nhân dân. Và ở đây chúng ta thấy rằng là đất nước mình có rất nhiều những anh hùng vô danh. Đúng không ạ? Có rất nhiều những anh hùng vô danh. Đúng không? Họ đã sống và chết giản dị và bình tâm, không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng họ đã làm nên đất nước. Ok chưa ạ? Rồi, đây thì nói chung là cái phần này á, chị có cả cái phần phân tích audio rất là kỹ cho các bạn ở trên YouTube Học Văn Chị Hiên rồi. Thì cái phần phân tích này chị sẽ không nói sâu nữa, cái luận điểm 2 phần phân tích này chị sẽ không nói sâu nữa. Được không ạ? Còn nếu như mà các bạn đang băn khoăn mà muốn kiểu như là lập trình một cái bài văn ấy, viết từng câu, từng chữ và từng cách dẫn dắt một á, thì các bạn sẽ tham khảo cái khóa học này của chị. Đó là khóa cốt. Cái khóa học này là một cái khóa học mà kiểu cực kỳ là ưu đãi cho các bạn luôn á. Chỉ có 249k thôi. Và đầu tháng 7 chúng ta sẽ học trong 10 ngày. Học liên tục trong 10 ngày. Tức là mỗi buổi chúng ta chỉ mất 24.000 thôi. Kiểu vậy. Mà được rất là nhiều thứ. Đấy, được rất là nhiều thứ. Thế nên là các em có thể tham khảo cái khóa cốt này của chị, học riêng về nghị luận văn học để ăn chọn 5 điểm cái câu nghị luận văn học đấy. Và chị sẽ hướng dẫn cho các bạn lập trình từng ý nhỏ một, từng cách dẫn dắt mọi thứ. Chị tin là có rất là nhiều bạn kiểu vẫn chưa biết về cái khóa học này ấy. Ok không? À, chị tin là có rất là nhiều bạn thì vẫn chưa biết về cái khóa học này, chưa hiểu về cái khóa học này. Thế nên là chị cũng muốn là các bạn sẽ tham khảo một chút xíu. Rồi, chị sẽ nói với các bạn là như thế này. Có rất là nhiều bạn nói rằng là chị ơi em cảm thấy là cái phần mở bài mà chị đưa ra cho bọn em hơi bị dài. Như chị đã nói là gì ạ? À, như chị đã nói là mở bài của chị là để cho các em tham khảo. Ok không ạ? Tham khảo ở chỗ là các bạn sẽ sử dụng những cái ngữ liệu trong đó để các bạn đưa vào một cách phù hợp. Chứ chị đâu có nói với các bạn là các bạn phải sử dụng toàn bộ đâu. Đúng không? Thế mà lúc nào các bạn cũng nói là có những cái mở bài là chị nói là dùng được luôn. Phải chưa? Chị đã nói với các bạn là có những cái bài mà chị nói với các bạn là mở bài này dùng được luôn. Nhưng có những cái mở bài là chỉ để tham khảo thôi. Phải không ạ? Thế nhưng các bạn không lắng nghe cái điều đấy. Thực sự luôn. Các em đâu có lắng nghe cái điều đấy đâu. Xong bắt đầu các em về, các em dùng, các em viết. Rồi các em bắt đầu các em quay lại, các em bảo với chị là gì ạ? Các em về các em bảo với chị là chị ơi, cô giáo em bảo là dài dòng lan man, không cần thiết các kiểu. Đó, chị thì đã nói với các bạn rồi, tất cả mọi thứ chị cung cấp cho các bạn đều mang cái tính chất tham khảo. Nhưng Có những điều mà chị cần phải gọi là cực kỳ cân nhắc đối với các bạn, đó là không phải vì cái lẽ đó mà các bạn đi thi các bạn viết một cái mở bài trực tiếp được. Trực tiếp theo cái kiểu là trong tất cả những cái bài văn em thích nhất hay là cái gì đấy được. Mở bài gián tiếp bao giờ cũng tạo được ấn tượng với người đọc. Và đấy là một cái cách ghi dấu ấn đối với người đọc. Thực sự luôn là như vậy. Bao giờ, không bao giờ có cái chuyện mà được 9 điểm văn mà lại mở bài trực tiếp được. Được không ạ? Thế nên là chị muốn nói với các bạn, chị muốn gọi là gì ạ? Thẳng thắn nói với các bạn về cái điều này nhá. Chị muốn thẳng thắn nói với các em về cái điều này, chứ không phải là các em bắt đầu sử dụng những cái ngữ liệu đó, các em không vận dụng, các em không linh hoạt. Các em không vận dụng, các em không linh hoạt, sau đó bắt đầu các em ôm cả một cái mở bài dài dòng gì ạ? Dài dòng đưa vào trong cái phần đó. Rồi các bạn, bắt đầu các bạn quay về các bạn bảo với chị là chị ơi cô giáo em nói rằng là mở bài vụng, mở bài như thế này, mở bài như thế kia. Được không nào? Như chị đã nói với các bạn là mỗi cái mở bài bao giờ tất cả học sinh của chị cũng chỉ nói với các bạn là chúng ta chỉ cần 5 phút thôi, không bao giờ được hơn. Và các bạn phải chuẩn bị sẵn cái mở bài cho mình đi. Với mỗi cái tác phẩm các bạn chuẩn bị từ 1 đến 2 cái mở bài đi. Nhỡ mà quên thì còn có cái cách dùng nhá. Thế nên là chị muốn là các bạn phải cân nhắc lại cái việc này, chứ các bạn đừng tức là các em lúc nào cũng như vậy ấy, cái sự chủ động của các bạn không có ấy. Rồi thì các bạn kiểu vận dụng nó một cách giống như kiểu là thụ động, không linh hoạt đấy. Được không ạ? Nên là các em sẽ lưu ý giúp cho chị cái điều này nhá. Ok chưa? Nhưng bản thân của chị ấy, bao giờ chị cũng cho rằng cái phần mở bài chính là cái phần mà thể hiện cái rõ nhất sự sáng tạo của học sinh và cái ấn tượng, cái chất riêng của học sinh. Được không ạ? Sự ấn tượng và chất riêng của học sinh. Thế nên chẳng có lý do gì mà các bạn lại không mở bài gián tiếp. Chị luôn nói với các bạn là bắt buộc trong câu nghị luận văn học phải mở bài gián tiếp. Còn trong câu nghị luận xã hội phải mở bài trực tiếp. Ấn định là như thế rồi. Ok chưa? Chúng ta sẽ không nhắc lại cái vấn đề này nữa và các bạn sẽ tự linh hoạt giúp cho chị nhá. Ở cái phần luận điểm 2 thì các bạn phân tích, các bạn sẽ dựa vào cái phần audio của chị đó. Phân tích về hai cái giá trị. Đó là gì nhỉ? Nội dung và nghệ thuật. Được không? Nhá. Rồi, luận điểm 3. Ok không ạ? Luận điểm 3. Luận điểm 3 chúng ta sẽ làm rõ cái gì nhỉ? Tư tưởng mới mẻ của Nguyễn Khoa Điềm về đất nước. Tư tưởng mới mẻ của Nguyễn Khoa Điềm về đất nước. Đúng không? Chúng ta sẽ làm rõ cái này. Sau đó thì chúng ta sẽ đi khái quát về nội dung và nghệ thuật. Ok chưa? Thì chúng ta thấy rằng là tư tưởng của Nguyễn Khoa Điềm về đất nước ở đây là gì nhỉ? Chúng ta có thể dẫn dắt bằng cái cách này. Đó chính là tư tưởng về đất nước ấy, thì đã xuất hiện rất là nhiều trong thi ca Việt Nam. Đúng không ạ? Từ phong gì ạ? Từ trung đại cho tới hiện đại. Đúng không ạ? Thì tư tưởng về đất nước đã xuất hiện rất nhiều. Chúng ta có thể thấy rằng đó xuất hiện trong tư tưởng của Nguyễn Trãi này, trong Bình Ngô Đại Cáo, và trong Bình Ngô Đại Cáo thì cũng đã đưa ra là gì ạ? Mỗi đất nước phải lấy dân làm gốc. Đúng chưa ạ? Trong Bình Ngô Đại Cáo. Được không nào? Rồi. Và chúng ta cũng thấy rằng là song song với cái đó thì tư tưởng của Nguyễn Khoa Điềm ấy là một cái tư tưởng vô cùng mới mẻ, nằm ở chỗ đất nước trong Nguyễn Khoa Điềm được định nghĩa bằng nhân dân. Tức là đất nước của nhân dân. Ok không ạ? Thì các bạn sẽ tập trung xoáy sâu vào cái này giúp cho chị nhá. Các em sẽ tập trung xoáy sâu vào cái phần này giúp cho chị. Ok chưa nào? Nhá. Và sau đó các em sẽ kết luận, đưa ra cái nội dung về nghệ thuật này, cách gì ạ? Cách sử dụng từ ngữ như là anh và em này, rồi thì những cái hình ảnh vô cùng giản dị này, mỗi cái câu thơ giống như những cái lời kể này. Được không ạ? Nhá. Và cái suy ra cái tư tưởng đất nước của nhân dân ở đây, về cái phần nghệ thuật, cái chất thơ như thế nào, sau đó các bạn sẽ kết bài thôi. Khái quát lại vấn đề và đưa ra cảm nhận cá nhân. Được không ạ? Các bạn thân mến, ở trong cái phần khuôn khổ chữa đề ấy, thì chị chỉ có thể định hướng cho các bạn hướng đi thôi. Chứ chị không thể nào mà chị ngồi mà chị gọi là chỉ cho các bạn từng xíu một được. Bởi vì nếu như mà chị chỉ cho các bạn từng xíu một thì chắc là phải đến 7 giờ mất. Đó là lý do tại sao mà khóa cốt văn thì sẽ học khoảng tầm trong khoảng thời gian là 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Thì nếu như mà các bạn cần thông tin về cái khóa học cốt văn này thì các em cứ quay ra nhắn tin cho admin fanpage Học Văn Chị Hiên để được tư vấn nhá. Ok không? Rồi không em ơi, luận điểm 3 này em sẽ phải làm 2 thứ. Thứ nhất là em phải nêu ra cái tư tưởng mới mẻ của Nguyễn Khoa Điềm về đất nước là gì. Và cái thứ hai em sẽ khái quát về mặt nội dung và nghệ thuật. Ok chưa ạ? Nhá, em sẽ khái quát lại về mặt nội dung và nghệ thuật. Tức là em phải làm được cả 2 ý này giúp cho chị. Bởi vì rõ ràng là cái bài của chúng ta không chỉ đơn thuần là yêu cầu phân tích, mà người ta nói rằng là tư tưởng mới mẻ của Nguyễn Khoa Điềm về đất nước. Thế nên các bạn sẽ phải rút ra cái phần đó. Ok chưa? Nhá, các bạn sẽ phải rút ra cái phần đó. Và đây thì sẽ là cái hướng đi dành cho các bạn để các bạn viết. Tức là các em sẽ gì nhở? Tức là các bạn sẽ kiểu đi theo từng ý như vậy, từng luận điểm như vậy. Ok chưa ạ? Ok chưa? Rồi mấy đứa này lại tiếp tục tranh cãi rồi nhá. Nhưng mà ngày hôm nay thôi được. Tranh cãi về học hành thì được nhá. Tranh cãi về học hành thì được. Chị cho rằng đấy là một cái rất tốt. Bởi vì bản thân của chị thì mong muốn là quan trọng là gì? Quan trọng là chúng ta phải không ngừng trao đổi, không ngừng tiếp thu, không ngừng học hỏi. Và đặc biệt đối với môn văn thì chị muốn là các bạn tích lũy những cái gì hay và các bạn linh hoạt, các bạn chuyển thành cái của các bạn. Đấy mới là thành công. Thành công văn ở chỗ là gì? 1. Các bạn hình thành được cho mình cái phản xạ văn học. Ok không ạ? Ừ, đúng rồi. Bình Ngô Đại Cáo, đất nước vân vân. Được, ok, rồi, đồng ý. Nhá, đồng ý, đồng ý. Vấn đề là như thế này Thiên Hoàng ơi. Không phải phân tích theo không gian địa lý, thời gian lịch sử. Bởi vì là cái đoạn này đâu có phải dựa vào cái đấy đâu. Đâu phải là phân tích cả trích đoạn đất nước đâu. Ở đây là mình chỉ phân tích một cái đoạn ở trong trích đoạn đất nước thôi em ạ. Thế thì mình phải phân tích theo cái nội dung phù hợp. Chứ không thể lúc nào cũng thời gian địa lý, không gian lịch sử được nhá. Ok chưa? Nhớ giúp chị cái đấy, lưu ý giúp chị cái đấy nhá. Hiểu hay không? Rồi, ngày hôm qua thì chị đã nhận được rất là nhiều câu hỏi của các em rồi. Và hôm nay thì chị sẽ ngồi lại. Chị sẽ rep từng cái câu hỏi của các bạn một. Hoặc là chị sẽ tích lũy những cái câu hỏi vào, xong bắt đầu chị trả lời một lượt luôn cho các em. Được không? Nhá, chị sẽ trả lời một lượt luôn cho các em. Ok chưa? Còn bây giờ thì chắc là chúng mình sẽ tạm dừng cái đề này tại đây. Ngày hôm nay chúng ta đã biết thêm một cái đề nữa rồi. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục cùng với nhau chữa một cái đề nữa. Và chị muốn là các bạn sẽ lưu ý giúp chị. Ô không, Phượng ơi, không, Vũ Phượng ơi, không có vấn đề gì. Kiểu như thế này, kiểu như là chị nói chung là chị rất là chào mừng các bạn khi mà các bạn kiểu tham khảo, khi mà các bạn kiểu phản hồi lại với chị, khi mà các bạn đưa cho chị những cái mà các bạn, tức là các bạn đang băn khoăn. Đấy là cái điều mà chị rất là vui, thật sự luôn, chị nói thật đấy. Chứ chị không giận gì các bạn, chị nói thật luôn. Các em phải hiểu là như này, đối với bản thân của chị nhá. Nhiều khi chị cảm thấy kiểu một số những cái bạn kiểu như là không thích chị ấy, mà các bạn ấy còn có thể kiểu chửi chị ấy, mà chị vẫn còn bình thản để chị cười và chị tiếp nhận cái đấy cơ mà. Thì đâu có vấn đề gì đâu, chị nói thật luôn. Chị cảm thấy rất là vui khi mà các em sẵn sàng trao đổi với chị. Đấy là cái điều chị nghĩ là thành công chứ. Bởi vì nếu như mà chúng ta mà kiểu không trao đổi với nhau ấy, và không tiếp thu từ nhau như thế ấy, thì có lẽ là chúng ta sẽ không bao giờ kiểu thành công được. Kiểu vậy, chị nói thật luôn. Nhưng mà ở đây chị thấy được rằng là khi mà chị nói chuyện, chị trò chuyện với các bạn, chị hướng dẫn cho các bạn, các em có những cái phản hồi, các bạn có những cái câu hỏi dành cho chị, các bạn có những cái mà các bạn lật ngược vấn đề kiểu như vậy, thì đấy là một cái cách rất rất là hay luôn. Chị nói thật luôn đấy. Nên chị ghi nhận điều đấy chứ chị không hề giận gì em cả. Nhá, được không? Chị ghi nhận điều đấy, chị không hề gọi là như thế nào nhỉ, giận dỗi gì em đâu, chị nói thật luôn á. Được không? Ok nhá. Rồi, ok chưa? Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì ngày hôm nay đã tiếp tục dậy sớm cùng với chị. Chị thấy là tinh thần học cũng khá là cao đấy chứ. Hãy giữ vững cho mình tinh thần học này, bởi vì chị sẽ còn tiếp tục với các bạn trong 4 cái đề nữa cơ. Đó, thế nên là ngày mai chúng ta sẽ lại tiếp tục gặp nhau. Ô, hôm nay mùng 1 à? Hôm nay mùng 1 hả Danh? Chúng ta sẽ còn tiếp tục gặp nhau nha. Yên tâm, tất cả các đề sẽ có các bài hết. Yên tâm về điều đấy nha. Rồi, cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những buổi tiếp theo nhé. Bye bye.